Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến một vấn đề tiếp theo, đó sẽ là mạng số nguyên. Về đế hiệu mạng số nguyên là gì và cấu trúc của nó như nào thì mình muốn xét đến một cái ví dụ bài toán thực tế. Ví dụ như có một dãy số và mình muốn lấy ra cái số phần tử đầu cái phần tử đầu tiên. Đấy, thì mình phải làm như thế nào? Hoặc là mình muốn gom một cái số dãy số nào đó lại thì mình phải làm như thế nào? Thì từ những cái lý do đó, thực tế đó thì mạng số nguyên đã ra đời. Và ví dụ như sau, mình sẽ giải thích một cái ví dụ như sau. Ví dụ là số chẵn và số lẻ. Thì đầu tiên thì mình khai báo cho nó là số chẵn và số lẻ. Như các bạn đã thấy thì ở đây mình khai báo kiểu của nó là kiểu nguyên, kiểu integer đó. Số chẵn mượn ngọc vuông 5 đóng lại và đây là chọn 02468 và chấm phẩy. Cái như các bạn đã thấy thì đây là trong cái dấu ngọc vuông này là số 5 và tương ứng bên này sẽ có 5 phần tử 02468 đấy. Đấy, ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 là 5 phần tử. Đấy. Như vậy là số 5 ở đây, ý nghĩa của nó là số phần tử của mạng. Còn ở bên phía phải này là các phần tử. Và cái dấu phẩy này, đấy, dấu phẩy là cái dấu dùng để ngăn cách giữa các phần tử ở trong cái mạng. Còn cái dấu ngoặc nhọn này là cái dấu đánh dấu cái sự bắt đầu và kết thúc của cái mạng. Còn cái dấu chấm phẩy này tức là nó muốn báo cho cái compile, tức là nó muốn báo cho cái compile rằng là nó đã kết thúc. Đến đây thì cái câu lệnh của nó sẽ đã kết thúc, cái dòng lệnh này đã kết thúc. Đấy, tương tự cho cái bên dưới. Rồi, tiếp theo thì điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta xóa cái số 5 này đi ạ? Thì liệu rằng cái này nó có báo lỗi hay không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Ta sẽ in ra cái số chẵn để kiểm tra xem như thế nào ạ. Đấy, đây chính là cái dòng mình code để in ra cái số chẵn. Khi chúng ta bây giờ là sẽ là khi chúng ta chưa xóa cái số 5 này, chúng ta xem kết quả như thế nào. Đấy. Đấy, nó đã in ra số chẵn là 02468 à. Và khi chúng ta thử xóa cái số 5 này xem nó có báo lỗi hay không ạ. Đấy, như vậy là khi chúng ta xóa số 5 đi thì nó vẫn không báo lỗi và nó vẫn chạy. Thì vì sao? Với cái khai báo mạng này, khi chúng ta ở đằng trước này chúng ta không nhập số và nhập số phần tử cho nó thì cái phần tử đằng sau này, những cái đằng sau này ở cái đằng sau này là có 5 phần tử 02468 thì hiện nhiên thì nó sẽ cái ở trong cái ô vuông này nó sẽ là 5. Mà nếu như mình nhập ở đây là thêm một 10 số đi thì cái số ở trong cái ô vuông này thì nó sẽ mặc định của nó sẽ là 10. Yeah. Tức là cái giá trị của cái số trong ô vuông này nó sẽ tùy thuộc vào số phần tử ở cái trong dấu móc nhọn này. Yeah. Và cái tiếp theo, và bây giờ nếu như chúng ta khai báo cái số phần tử ở đây là 5 mà không khai báo những cái phần tử của cái mạng đó thì sẽ như thế nào ạ? Ta thử compile cái chương trình xem nào. Đấy, nó vẫn cho ra kết quả là 0000. Đấy. Hoặc
chúng ta ở đây là cho nó cho ra kết quả là 000 đấy, hoặc chúng ta xóa đi cái dòng lệnh đấy, xóa đi. Thì sao ạ? Vâng. Thì chúng ta xóa đi cái dấu móc móc nhỏ này ạ. Chúng ta xóa cái dấu móc móc nhọn. Đấy, và đây là cái kết quả chúng ta đã đạt được. Đấy, những cái kết quả như này ạ, tức là những cái kết quả rác nó hiển thị lung tung, không theo một cái quy luật nào cả. Và đây là một cái giá trị tùy ý ở trong cái thanh RAM của chúng ta. Nó là một cái giá trị bất kỳ, không theo tuân theo một cái quy luật hay một cái công thức, bất cứ cái công thức nào cả. Còn khi mà chúng ta thêm cái dấu bằng hoặc dấu móc nhọn cho nó, đấy, khi chúng ta thêm dấu bằng và dấu móc nhọn cho nó thì mặc nhiên thì nó sẽ định nghĩa cái giá trị phần tử sẽ là giá trị khởi đầu của nó sẽ là 0000 đấy. Thì chúng ta khai báo số lượng của phần tử mà không khai báo giá trị của phần tử thì mặc nhiên thì nó sẽ định nghĩa cho giá trị của phần tử trong cái mạng đó sẽ là 0000 cả. Đấy. Và tiếp theo là mình muốn mình sẽ chỉ cho các bạn cách dùng để lấy một cái phần tử bất kỳ ở trong mạng, tức là trích có thể gọi là trích xuất dữ liệu đó. Ví dụ ở đây mình muốn lấy cái phần tử số 2 đấy, phần tử. Ví dụ ở đây mình muốn lấy cái phần tử mình muốn lấy cái phần tử đầu tiên đấy. Đấy. Số chặn đầu tiên là đây là cái dòng lệnh để trích xuất cái một cái giá trị bất kỳ. Ở đây là mình trích xuất cái giá trị đầu tiên. Đấy. Giá trị đầu tiên của nó ở đây là 0 và ở đây kết quả cũng cho là 0. Đấy, kết quả của đoạn đúng. Ví dụ ở đây mình lấy giá trị là giá trị thứ cuối cùng đấy ạ. Và ta compile lại cái chương trình. Và đây như các bạn đã thấy kết quả là sẽ là 8, giá trị số chặn cuối cùng là 8. Thì mình sẽ giải thích cái cú pháp như này. Ở trong trong lập trình thì để tiết kiệm cái bộ nhớ thì người ta định nghĩa cái giá trị khởi đầu sẽ là 0 chứ không phải là 1. Nên là ở đây nếu là giá trị đầu tiên thì người ta sẽ định nghĩa số thứ tự của nó sẽ là 0 và tiếp theo là 1 2 3 4 tức là 0 1 2 3 4 chứ không phải như bên đây. Mặc dù là số lượng phần tử của nó là 5 nhưng trong lập trình cũng như mình nói lúc nãy thì người ta đánh số thứ tự từ bắt đầu từ 0 để mục đích là tiết kiệm bộ nhớ. Đấy. Như vậy thì mình có thể trích xuất được bất kỳ cái giá trị nào của mạng. Và trên đây là cái phần giới thiệu về mạng và mạng số nguyên, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.